Phật nan đậu phộng, rang vô đây làm gì chai rú đế, rồi mình kể câu chuyện thích tình tình tan. Anh Tư còn nhớ ngày xưa không, bé Út con ông Tú hay thường cùng anh tắm mưa. Giờ đây nó rủ anh nhậu được rồi nè, coi vậy mà nhanh quá ha anh Tư, anh nhớ hôn. Câu chuyện thích tình